Cận cảnh hai khu đất vàng giữa thành phố Quy Nhơn bị chiếm dụng làm bãi đậu xe, mời cả nhà cùng xem thực tế. Với tổng diện tích là hai khu đất là 30.000 m² ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cụ thể, khu đất A1 với diện tích khoảng 8.000 m² nằm trên mặt tiền Điện Biên Phủ nối dài phường Nhân Bình. Tương tự tại khu đất A3 có diện tích khoảng 22.000 m² liền kề khu đất A1. Theo nguồn báo Lao Động đưa tin, hiện giá đất nhà nước đang cho một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn thuê khoảng là 50.000 đồng trên mét vuông trên năm. Như vậy, mỗi năm hai khu đất A1 và A3 có tổng diện tích khoảng 30.000 m² bị chiếm dụng để kinh doanh trái phép, nhà nước thất thu ngân sách cho thuê khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau khi báo phản ánh, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra và xử lý.